Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, hai xã đảo Long Hòa, Hòa Minh, huyện Châu Thành được biết đến với mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ, con tôm ôm cây lúa. Nói tiếp sự thành công của cây lúa hữu cơ, con tôm hữu cơ tại xứ Cù Lao này đang từng bước chuyển mình, ngày một nâng cao giá trị và hướng đến xây dựng thương hiệu tôm hữu cơ đặc thù cho địa phương. Trong chuyên đề khoa học và công nghệ kỳ này, mời quý vị các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn quá trình khẳng định vị thế của sản phẩm tôm hữu cơ tại hai xã đảo Long Hòa, Hòa Minh ngay sau đây. Với điều kiện về địa lý đặc trưng, hai xã đảo Long Hòa và Hòa Minh thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm giữa dòng sông Cổ Chiên, hàng năm thường chịu tác động của hai mùa nước mặn và ngọt. Để thích ứng với vấn đề này, bên cạnh lúa gạo hữu cơ, người dân xứ Cù Lao còn nuôi trồng thủy sản, mà chủ yếu là nuôi tôm. Từ lâu, con tôm đã trở thành kinh tế mũi nhọn và là nguồn thu nhập chính của đa phần nông dân nơi đây. Hàng năm vào mỗi mùa thu hoạch tôm, các chủ trang trại ao nuôi ở hai xã Long Hòa, Hòa Minh có lãi từ 20 đến 600 triệu đồng một ao, tùy theo giá cả thị trường. Đáng chú ý, việc canh tác xen canh tôm lúa theo hình thức hữu cơ cũng được xem là mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Do có thể trồng lúa vào mùa mưa và nuôi tôm vào mùa khô trên cùng một diện tích canh tác. Với mô hình này, ngoài việc tăng giá trị lợi nhuận và tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái trong vùng, hướng đến nền nông nghiệp xanh bền vững trong thời gian tới. Đối với cái mô hình mà một vụ lúa một vụ tôm á, thì mang lại cái hiệu quả rất lớn. Nó hai cái hiệu quả. Cái thứ nhất á, là mình có cái khoảng cách đó để mà cái quá trình là cải tạo lại ao của mình, đó, cho là cái vụ nuôi sau nó sẽ thuận lợi hơn. Cái thứ hai á, là mình giảm được cái chi phí đó, chi phí về thức ăn. Trên diện tích canh tác khoảng 125 hectare nuôi tôm hữu cơ tại Long Hòa, Hòa Minh, nhiều bà con nông dân chia sẻ, sau khi nuôi một vụ tôm thì tiến hành trồng một vụ lúa. Khi đó, những chất thải hữu cơ dưới đáy ao sau khi thu hoạch tôm sẽ làm cho ruộng lúa màu mỡ. Người trồng lúa hoàn toàn không cần sử dụng phân thuốc bảo vệ thực vật, thay vào đó là chỉ bón phân hữu cơ để hạ phèn, giải độc còn sót trong đất. Đặc biệt, sau mỗi vụ tôm, chất mùn bã hữu cơ, vi sinh vật và thức ăn dư thừa của con tôm là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cây lúa. Ngược lại, sau vụ lúa, đất được cải tạo, môi trường thuận lợi, nên tôm nuôi mau lớn, ít gặp rủi ro và dịch bệnh. Như chị ương tôm con ở trong ao ương, rồi cái chị ương được 3 tháng chị bung ra vuông lớn, vuông lớn tới chừng 5 tháng chị sẽ bẻ càng 7 tháng bẻ càng lần nữa là sẽ thu hoạch. Chị chăn nuôi theo thương khách hữu cơ thì tôm chị nó mau lớn, khách hàng mua tôi cũng chịu, kiểu nói tôm đẹp, chất lượng tôm sẽ đẹp. Mình ở đây thí dụ mình nuôi một vụ tôm, sạn vụ lúa sẽ tôm sẽ chất lượng, lúa cũng vẫn tốt luôn, khỏi cần chợ phân luôn á. Nuôi tôm theo phương thức hữu cơ thực sự là hướng đi mở cho nông dân Long Hòa, Hòa Minh. Hiệu quả trước mắt là chi phí sản xuất thấp do không cần sử dụng nhiều thuốc và hóa chất. Đặc biệt là chi phí thức ăn và công sức lao động cũng giảm so với cách canh tác truyền thống, kéo theo lợi nhuận tăng lên. Điều đáng nói, nuôi tôm theo hình thức xen kẽ tôm lúa là mô hình sản xuất phù hợp với khả năng của đa số nông dân và cho hiệu quả kinh tế khá cao. Ngoài ra, phương thức canh tác này ít tác động tiêu cực tới môi trường xung quanh, giúp sử dụng tài nguyên nước hợp lý theo từng thời điểm và mùa trong năm, cũng như tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với tiêu chí sản xuất, thực hành nông nghiệp tốt. Nhờ đó, giá trị hàng hóa cho cả tôm và lúa ngày càng được nâng cao. Như mình sẽ ương tôm trước khi mình cắt lúa là mình thả tôm qua. Như mình trước chừng khoảng 3 tháng rồi đó. Rồi mình cắt lúa xong mình thả tôm qua. Nuôi tôm lúa thì mình cái cho ăn nó ít hơn, tôm nó sạch hơn. Nó tính ra nó nhẹ hơn nhiều à. Tại vì mình cũng không có trộn phân nhiều rồi. Nhưng mà tôm thì mình cho ăn ít hơn thì mình thấy hai cái chữ đó lợi nhuận nhiều. Còn như giá cả thì nó hơi trên xuống thì mình không nói được. Nhưng cũng có lợi hơn rồi. Nhưng mà thấy vậy là nó khỏe hơn mình cho ăn. Nhưng mà mình không có lúa, dở hơn. Mặc dù có tiềm lực phát triển to lớn, nhưng nhìn mặt bằng chung thì người dân Long Hòa, Hòa Minh vẫn chưa nuôi tôm theo một quy trình chuẩn, còn manh mún nhỏ lẻ. Các sản phẩm tôm tiêu thụ trên thị trường hầu hết chưa có nhãn hiệu, không có thông tin truy xuất nguồn gốc hay hệ thống nhận diện thương hiệu. Vì vậy, việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm tôm hữu cơ của hai xã đảo này là rất cần thiết. Qua đó nhằm khai thác đúng giá trị của sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng nhất trong quy trình nuôi tôm hữu cơ, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. Từ đó đưa sản phẩm tôm hữu cơ Long Hòa, Hòa Minh vươn tới các thị trường lớn trong nước và quốc tế. Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho tôm hữu cơ tại hai xã Long Hòa và Hòa Minh
là hai sản phẩm đặc thù nhằm giải quyết các cái mục tiêu. Thứ nhất là xây dựng và bảo hộ cho được cái nhãn hiệu chứng nhận cho tôm hữu cơ của huyện Châu Thành. Thứ hai là phải xây dựng cho được cái hệ thống công cụ quản lý nhằm duy trì và phát triển các cái giá trị của nhãn hiệu. Thứ ba là phải xây dựng cho được cái bộ nhận diện thương hiệu nhằm để quảng bá các cái hình ảnh đã được tạo dựng. Cái thứ tư là phải xây dựng được cái mô hình quản lý nhằm khai thác các giá trị của thương hiệu. Về giá trị của sản phẩm hữu cơ thì không chỉ dừng lại ở chỗ cái giá trị dinh dưỡng là an toàn thực phẩm, mà ở góc độ khác còn phải được đánh giá bởi, xem xét bởi cái hành vi ứng xử tự nguyện tuân thủ của người sản xuất. Theo tôi nghĩ đây là cái giá trị rất lớn trong việc tạo lập cái giá trị của thương hiệu. Bởi vì như chúng ta đã biết, cái sản phẩm hữu cơ, quy trình sản xuất hữu cơ thì năng suất sẽ không bằng với quy trình canh tác sản xuất bình thường. Nhưng bà con nông dân chấp nhận việc đó, luôn có những hành vi ứng xử phù hợp với quy trình kỹ thuật canh tác lúa hữu cơ để đổi lấy được cái giá trị dinh dưỡng. Đó là những giá trị tốt đẹp của xã hội. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ, đăng ký bảo hộ, quản lý và quảng bá nhãn hiệu, chứng nhận cho sản phẩm tôm hữu cơ Long Quà Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, giao cho Sở Khoa học Công nghệ chủ trì thực hiện với tổng nguồn kinh phí là trên 820 triệu đồng. Qua đó nhằm hỗ trợ các chủ thể nuôi trồng kinh doanh nâng cao giá trị sản phẩm tôm hữu cơ của hai xã Long Quà Hòa Minh và nâng cao đời sống kinh tế của người dân địa phương, góp phần tạo lập và bổ sung công cụ pháp lý hữu hiệu để quản lý, kiểm soát và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế từ kinh tế biển gắn liền với địa danh Long Quà Hòa Minh. Thì hiện tại toàn ấp có khoảng 90 hộ nuôi tôm kết hợp với trồng lúa hữu cơ, diện tích là khoảng là 45 ha. Vừa rồi thì mình được ủy ban xã kết hợp với trên thì mở một lớp tập huấn ra cho bà con về các cái dòng như sản phẩm hữu cơ, cũng như là mình đăng ký về cái thương hiệu và cái mẫu mã của tôm giống hữu cơ. Thì mong muốn của người dân là hiện tại là muốn mình sớm xây dựng được cái thương hiệu để cái con tôm mình thứ nhất được vươn xa hơn, và thứ hai nữa được cái bán cái giá cao hơn, cái chất lượng của con tôm nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Theo nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm tôm hữu cơ Long Quà Hòa Minh, hiện Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với đơn vị tư vấn cùng địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất tôm lúa đến người dân, đồng thời hướng dẫn quy hoạch vùng nuôi tôm, tỷ lệ giữa diện tích tôm và diện tích lúa, quy trình kỹ thuật chăm bón lúa không ảnh hưởng đến nuôi tôm, hướng dẫn việc ứng dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường nuôi tôm. Cái hướng tới thì chỗ ủy ban xã cũng có xây dựng kế hoạch và cũng nhờ trên để hỗ trợ làm cái trước tiên lúa hữu cơ đã có rồi, và tiếp theo là làm sản phẩm tôm hữu cơ, là phối hợp với chỗ khoa học công nghệ cũng đã tập huấn này, chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng dẫn này, kiểu như là làm cái đề nghị và nhãn mác tôm hữu cơ trên hai xã Long Hòa và Minh. Về cái hình thức canh tác tôm lúa của mình là đạt hiệu quả cao. Như hồi lúc trước thì chỉ có sản xuất một lúa thôi, và mấy năm trở lại đây thì ta sản xuất thêm một vụ tôm nữa, thì cái năng suất cũng khá cao và mang lại cái hiệu quả kinh tế cũng khá cao, góp phần xây dựng cái nông thôn mới nâng cao của xã. Có thể nhìn nhận rằng với những điều kiện tự nhiên thuận lợi, nền tảng kỹ thuật trồng lúa hữu cơ sẵn có kết hợp với tập quán nuôi tôm của người dân tại hai xã Long Quà Hòa Minh đang tạo nên lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm tôm hữu cơ trên thị trường, cũng như thuận lợi cho quá trình xây dựng thương hiệu tôm hữu cơ Long Quà Hòa Minh trong thời gian tới. Đặc biệt với mô hình con tôm ôm cây lúa sẽ góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, hệ sinh thái và mang lại sức khỏe cho người nuôi và người tiêu dùng. Đây là một trong những xu thế phát triển tất yếu khi ý thức của người tiêu dùng về vấn đề môi trường, an toàn thực phẩm ngày càng được nâng cao như hiện nay.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên đề khoa học và công nghệ của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.